Nào, ok. Quay trở lại với lại Vampire Survival. Hôm nọ thì mình đã làm về con nhân vật Genro này rồi. Hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục với con nhân vật tiếp theo, con AK này. Con AK này thì sẽ sử dụng cái Fire Tool thì phải, cái mà bắn ra mấy cái kiểu lửa lửa đúng không? Ờ đúng rồi. Hôm nay thì mình sẽ chơi con này. Thì kiểu đây, đây vũ khí của nó đây, nó là cái Fire Tool đây. Respawn cooldown is reduced 5%. Level 10 trên 5%. Ok. Chiến nào. Mình sẽ chơi map 3 nhá anh em nhá. State 3 này, state 3 này. Thử xem lên state 3 thì nó sẽ có cái gì đặc biệt đây. Thời gian limit là 30 phút. Clock speed là nhân 1. Move speed là cộng 90%. Gold drop sẽ là cộng 7, gold bonus cộng 7%. Luck bonus cộng 10%. XP bonus không, cái này không có. Ok. Rồi tiếp theo này. Chiến 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 chiến. Cái map này thì nó lại có hai cái mũi tên, nó hai bit mũi tên màu xanh kia ở bên dưới, thì nó không biết là nó sẽ cho mình cái gì đây. Để tí nữa thì mình sẽ xuống để mình tìm hiểu sau. Ô chim này, hay chơi chim nhỉ, chơi chim đi, chơi chim cũng hay, chơi chim cũng hay, chỉ hơi mất thời gian nuôi thôi, phải nuôi để đủ cho đủ hai con chim thì mới mạnh, chứ còn để mà một con chim thì nó không mạnh lắm. Lên được hai con chim xong rồi lên được chim cầu vồng cơ thì nó khỏe bãi trưởng ra. Hơi mất thời gian nuôi. Cái lửa này bắn chậm thế. Bắn nhanh nhanh chút coi. Lúc đầu game thì nó hơi chậm mà đúng rồi. Mà cái này mình là nó là map mới mở nên là cũng chưa có cái state nữa. À làm chưa có cái hyper chơi whip này. Mình vẫn cần phải lấy whip. Cần phải lấy whip để tí nữa có thể nó hút được máu cho mình nữa. Gì chứ lấy được cái whip hoặc là cái lấy cái tỏi ấy, thì cho nó dễ chơi. Một trong hai cái. Ô, mấy con quái kia xuất hiện đột ngột thế. Né ngay, né ngay. Whip cấp 2. Ừ, lấy whip cấp 2. Không biết là con nuôi được trận này có nuôi được hai con chim không ấy. Ra được một con chim trắng thì giờ mà nó ra được một con chim tím, chim đen nữa thì ngon đấy. Là ok thì xứng đáng để nuôi đấy. Nhưng mà giờ tí nữa nó không ra được cái không ra được con chim một tím, không ra được con chim một đen thì khoai ấy, khoai á. Ô, ra được cái lá cho cái lửa luôn này, cái fire tool luôn này. Được. Quái ở cái map này nhìn cũng khá là khác với lại cái mấy cái map trước nhỉ. Như kiểu là mỗi một map nó sẽ có một cái kiểu quái riêng ấy. Sang cái map này quái hoàn toàn khác luôn này. Map này mình cũng chả biết là nó gọi là cái map gì nữa, nhưng mà cứ gọi nó là cái state 3, cái map 3 đi. Hai cái map trước thì là mình chơi cái map 1 và map 2 rồi. Chim 2 này. Chim 2 vậy. Chim 2 mình đang chờ cái con chim đen cơ, con chim tím cơ. Để em biết xem là có nên nuôi hai con này không. Nói chung là mua rồi không bỏ được đâu. Nên là thôi kệ, nuôi thì cứ nuôi thôi. Kệ nó cho cái kiểu recycle cái. Ra được lửa. Nó cho recycle vũ khí hoặc là item đi thì ngon nhỉ. Càng thế nhỉ, đông quái thế nhỉ. Đông thì làm sao, đông thì làm sao, đông mình vẫn chơi được. Đông thì mình vẫn chơi được. Vây cái hòm của mình chặt thế. Kéo ăn xừ cái hòm luôn đi nhở. Chim ba này. Ok chim ba nhá. Đây là chim ba rồi này. Chim trắng này. Rồi ăn hòm này. Ăn hòm để tăng cấp một cái vũ khí trước. Đằng nào thì bây giờ nó cũng sớm mà. Ăn thì cứ ăn thôi. Chứ còn để mình đợi thì lâu lắm. Mãi phút 10 nó mới cho mình unlock vũ khí cấp cuối cơ này. Thôi ăn cứ ăn thôi. Lửa 2, phi tiêu và nước à. Mình cũng lửa 2 đi. Mình đang cố nuôi những cái mà mình vũ khí mình đang muốn lấy. Lửa 3 à. À nhầm, cái file 3 à. Hoặc là lấy cuốn sách cũng được. Lấy cuốn sách cũng ok. Cuốn sách đi nhở. Hay lấy cái tăng đam 3 đi. Cố nuôi đi xem là nó có ra được cái vũ khí khác không. À bot à, bot à. Bot 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 anh em ơi. Bot 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 bot.
Cẩn thận một chút, cẩn thận một chút, cẩn thận một chút, cẩn thận một chút, không là đi đấy. Cẩn thận một chút nào, cẩn thận một chút nào. Sao lại ra hai cái này nhỉ? Ra hai cái này thì khó chọn quá. Một cái là hút, một cái là vũ khí tỏa, một cái là đắp bi kết. Đắp bi kết này để phải chơi dâm xét à? Thôi lấy cái đắp bi kết vậy. Trường hợp bắt buộc này thì thôi lấy, phải lấy thôi. Nó ra ba cái đồ bắt buộc mình phải lấy một trong ba. Không được roll chim 4 này. Lên chim 4 rồi mà chưa ra được con chim đen nhở. Đang cần con chim đen quá mà không thấy ra chim đen ta. Ra chim đen đi xem nào. Cần lắm con chim đen luôn đấy. Ra được con chim đen là ngon. Lại hòm nữa này. Whip. Lên lửa đi, lửa trước. Lên lửa trước hợp lý hơn. Bởi vì lửa mình có cái bổ trợ rồi, whip mình chưa có bổ trợ. Đi phải đi theo hình vuông em ạ. Chứ mà đi theo kiểu trên dưới là hơi khó đấy. Đi phải đi theo hình vuông. Ê, chim đen đây rồi, ui ngon, chim tím đây rồi. Tuyệt vời, tuyệt vời. Ngon quá, ngon quá, ngon quá. Đúng, 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 đúng mong ước rồi đấy. Lấy hòm luôn. Ui, 5 tia, ngon. Ui, ngon, tôi ồ. Được, 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 được. Ui, hên thế. Mới hòm thứ mấy mà đã ra được 5 tia này. Mà lại còn không chơi cái phi tiêu để lấy cái lá may mắn mà ra được 5 tia. Ôi, vãi trưởng whip kìa. Whip kìa, whip kìa. Whip nó phải lên đến whip mấy rồi đấy. Ui, whip 33 này, thử skip lại cho nào. Whip cấp mấy rồi? Whip cấp 5 luôn rồi. Còn 3 cấp nữa mà whip vừa đấy nó có cấp 2. Được phết, được phết. Ra được quả hoàng 5 tia ngon quá. Nhưng mà quan trọng là nó cộng cho mình thêm cả đống vàng. Đấy, cái đấy nó mới cái quan trọng. Để tí nữa ra mình nâng cấp thêm cái power up. Nâng cấp thêm cái năng lượng. Nâng cấp thêm sức mạnh. Duplicate 2 hay lửa 6, lửa 6 đi. Ây da, mất máu. Tính ra từ đầu game đến bây giờ mình mới chỉ đi lanh quanh cái chỗ này thôi đấy. Chứ mình chưa đi ra chỗ khác đâu đấy. À đây rồi, sấm sét đây rồi. Uầy, vũ khí tương đối là ok rồi nhá. Thêm một cái trái tim đen hollow hurt nữa thôi. Là ngon đấy. Trái tim đen hollow hurt nữa để cho nó bổ trợ thêm cho cái... cái whip nữa là ngon. Trái tim đỏ không? Lấy duplicate 2 đi. À, elite kìa. Hòm luôn à? Hòm này chắc mình để lại nhá. Tí lấy sau. Hòm này để lại đi, tí lấy sau. Cái mũi tên xanh kia là gì ta? Tí nữa mình sẽ đi xuống sau nhá. Tí lúc nào mà mình khỏe khỏe mình đi xuống sau. Giờ vẫn đang tập trung phang vào chứ mày đã. Nước 7 này, à nhầm, lửa 7 này. Lửa 7. Cái hòm kia để lại. Cái hòm kia chắc chắn phải để lại. Tí nữa lên phút thứ 10, qua phút 10 thôi là mình sẽ mở cái hòm đi ra để mình lấy cái lửa cuối luôn. Hợp lý luôn. Giờ là cứ dồn để lên lửa 8 đã. Lên lửa 8 rồi là sấm sét 8 được này. Hoặc là chim. Chim 5 này. Chim 5. Còn một slot vũ khí nữa. Một slot vũ khí nữa thì mình nghĩ là mình nên lấy thêm một sách. Lấy thêm sách hợp lý đấy. Sách nó xoay vòng, đánh kiểu xoay vòng hợp lý hơn. Bởi vì mấy cái vũ khí của mình nó đang đánh theo kiểu tứ tung quá. Nó không xoay kiểu theo hướng nào mà định hướng mình muốn ấy. Chỉ có cái roi kia thì nó định hướng theo hướng của mình muốn. Nhưng mà nó lại chỉ đánh ngang được thôi. Lửa 8 rồi này. Giờ chỉ cần chờ phút thứ 10 thôi là mình lên lửa cuối được. Chờ đến phút thứ 10 anh em ơi. Mấy con này giờ trâu thế. Trâu vãi trưởng ạ. Trâu vừa thế chứ. Chỗ cái hòm này có con viên kim cương đỏ này. Lấy luôn viên kim cương đỏ luôn. Ui, bạch tuộc à.
Sứa à? Hay mấy con gì này? Sứa này, mấy con sứa. Mấy con sứa. À, boss. Ô, oh, hai hòm. Được, set 2. Lấy set 2 đi. Làm gì tiếp theo? Xem chúng mày làm gì tiếp theo nào. Hai hòm. Mới phút thứ 7 thôi. Chưa mở khóa được vũ khí cuối đâu. Nên là cứ để dành hòm ấy đi. Cứ để dành hòm đấy. Chim 6 rồi, con chim đen kia mới là cấp 1 thôi. Nên là cần phải nâng cấp nhiều chim lắm thì mới lên được con chim cầu vồng. Đây rồi, hút đi. Chim 7 này. Chim 7 rồi. Sắp chim 8 rồi, nhưng mà phải cho con chim kia cũng lên chim 8 nốt nữa cơ. Cho con chim tím kia lên chim 8 nốt nữa cơ thì mới nâng được con lên con chim cầu vồng. Tính ra trận này build được vũ khí nó cũng đang ok phết đây này. Ra được thêm cái Hollow Heart nữa là đúng hướng đấy. Mất máu không lo à. Mình có thể tự hồi máu được. Ở đây rồi, whip đi rồi. Hollow Heart đây rồi. Ngon luôn. Mặc dù nó ra được chim 8 ấy, nhưng mà thôi kệ, mình cứ phải lấy cái Hollow Heart cho chắc. Cái roi của mình cấp mấy rồi? Roi của mình vẫn đang cấp 5. Chỉ có cái Fire One thì nó là cấp 8 thôi. Ok. Biết thế. Ôi mất máu. Giờ mình xuống ăn cái đùi gà cái đã. Cho nó hồi máu một tí đã. Này sợ đai lắm. Né xuống ra. Hút mà chơi rồi, chim 2, roi 6. Mình lấy roi 6 nhá. Nâng được roi sớm tí là ok. Roi 7 nhá. Chim 8 nhá. Rồi. Sổn mấy con này lao qua đây. Đánh luôn, sợ gì. Quân mới à? Một lớp quân mới sao nhỉ? Phút thứ 9 rồi này. Chuẩn bị anh em mình nâng cấp nửa cuối nhá. Còn 1 phút nữa thôi. 40 giây nữa thôi. 40 giây, lại có boss nữa này. Roi 8 này. Ô, lên roi 8 được luôn này. Thế là tí nữa mình sẽ ăn hai cái hòm kia để nâng cái lửa cuối và cái roi cuối luôn. Ngon đấy. Hợp lý. Cứ loanh quanh. Ôi, ba hòm tuyệt vời luôn. Tuyệt vời luôn chứ còn gì nữa. Ba hòm này ngon luôn. Nào, thêm một level nữa nào. Chim 2 này. Chim tím 2. À đây là phút thứ 10 rồi. Nâng luôn anh em nhá. Nâng luôn. Nào, xem là chim à nhầm. Xem là lửa cuối hay là whip cuối nào. À, lửa cuối à. Ok. Hay lấy luôn cái hòm kia để lên whip cuối luôn nhá. Hai vũ khí lên cuối luôn. Nào, hai vũ khí lên cuối luôn nào. Đấy, cho lên quy whip cuối luôn. Whip cuối luôn. Đúng rồi. Hai vũ khí cấp cuối luôn này. Ok. Giờ tập trung lại nâng mấy cái còn lại thôi. Ây da, lại một hòm nữa này. Lắm hòm quá. Lắm hòm này, ăn bớt thôi. Để nó nhiều quá. Đằng nào thì mình vẫn phải chờ mấy cái vũ khí của mình nó lên cấp cuối mà. Nên là cứ ăn thôi. Rồi ok. 2000 vàng à. Trận này ok vàng phết, ok phết đấy. Mấy cái con chó này nó lại còn bắn đạn ra nữa, khó chịu nhỉ. Ai mất máu. Sao hồi máu được. Có thể hồi máu được. Không lo. Bây giờ đi xuống cái dấu hỏi chấm kia anh em nhá. À nhầm, đi xuống cái dấu mũi tên kia nhá. Giờ đi theo cái hướng mũi tên kia nhá. Để xem xuống dưới đấy nó cho cái gì.
chim chim tím này. Chim tím cấp mấy đây? Chim tím cấp 3 à? Ôi còn 5 cấp nữa thì mới lên được chim cầu vồng cơ. Set 3 này. Rồi ok, chúng ta cùng nhau đi xuống cái dưới kia nhá. Đi xuống cái dưới kia để xem nó cho cái gì. Ôi lửa. Lửa à, lửa. Ôi lửa phí quá, này đang ít quái, phí lửa quá. Phí lửa quá, phí lửa quá. Rồi ok, chúng ta đi xuống dưới kia thôi. Kệ trên này đi. Đi xuống dưới kia thôi. Ôi vướng tường à. Đi xuống dưới này xem là cái xanh xanh này cho chúng ta cái gì nào. Đi một phát xuống luôn. Ấn thế nào để xem map ấy nhở? Ấn thế nào để xem map ấy nhở? Ấn M để xem map à? Hay là ấn gì để... Mình nhớ là có cái này nó có thể cho xem, có cho xem map được mà. Phút 11 này này. Vẫn phải đứng lại để hút ít một sơ đồ đã. À nhầm. Hút ít kinh nghiệm. Ôi lừa 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 lừa. Ăn luôn ăn luôn. Đang đông quái. Chim 4. Ok. Đang đông quái. Ăn luôn lửa này. Phụt cho nó đông. Kim cương đỏ này. Chim 5 này. Mình sẽ lấy sách nhá. Chơi sách cuối đi. Chơi sách là vũ khí cuối cùng đây. Ui lắm kim cương quá. Lắm kinh nghiệm quá. Phải hút hết đống này thì mới đi được. Ôi chim 6. Ok. Chim 6, chim 6. Ôi bot à. Bot này ăn thua gì. Rồi lấy luôn hòm nhá. Hay đợi lên chim, đợi lên chim 8 nhỉ. Bởi vì con chim trắng của mình đang 8 rồi. Ô cái này bỏ trợ cho sách ngon luôn. Hay đợi lên chim 8 rồi mình mới lấy cái hòm kia nhá. Ok đợi lên chim 8 đi. Úi dồi đạn. Né đạn, né đạn. Rồi chim 7 này. Ok chim 7. Mình sẽ dư ra một slot dư ra một slot bổ trợ đấy. Item bổ trợ đấy. Nên là ngâm cứu lấy thêm cái gì nào. Chim 8 này ok. Để xem nào. Ừ hai con chim. Hai con chim cấp cấp cuối rồi. Nên là cấp cuối rồi. Ngon lấy cái hòm thôi. Nào tránh ra, tránh cái hòm của tao ra. Chúng mày tránh cái hòm của tao ra. Đúng rồi. Chim cuối này. Chim cầu vồng này. Chim rainbow này. Chim rainbow này. Ấy ngon chưa, ngon chưa. Được luôn, được luôn. Được thêm một slot cho vũ khí nữa đấy. Được thêm một slot vũ khí nữa. Được thêm một slot vũ khí nữa. Thế thì lấy thêm set. Cái này. Thêm một slot vũ khí nữa thì mình sẽ lấy thêm cái gì bây giờ nào. Set 5 này. Nên lấy thêm tỏi không nhỉ? Lâu lâu rồi chưa chơi tỏi. Hay lấy thêm cái nào đó thì nó mới mới tí. Cái penta thì mình cũng không muốn lấy lắm đâu. Cái pentakin ấy. Mặc dù cái đấy nó clear quá khá là ok nhưng mà mình không muốn lấy cái đấy lắm. Bởi vì cái đấy nó penta nhưng mà nó lại không rơi được kinh nghiệm. Đánh cái đấy nó không có nhiều kinh nghiệm. Hay chơi trừ nước nhỉ? Cái sủi nước đi để lấy thêm cái hút kinh nghiệm. Để hút được nhiều kinh nghiệm hơn, hút nhanh hơn. Wow, lắm kinh nghiệm thế này. Này mà không có cái hút kinh nghiệm thì hơi phí này. Set 7 rồi này. Dao, ôi, bắt nó bắt mình phải chơi một là dao, hai là sẽ phải chơi cái nhưng mà cái Lauren này mình chưa chơi bao giờ này. Khi lấy cái Lauren này hay để xem nó như thế nào đúng không? Seal from them when active. Thử xem. Ô cái này là vũ khí à? Ô cái này là vũ khí à? Mình cứ tưởng nó là item bổ trợ, hóa ra nó là vũ khí à? Set 8 này. Cái này 2 xem nào. Cái đấy nó có tác dụng gì? Đam to thế. Đam to thực sự luôn đấy. Hình như cái đấy là cái tăng đam gì vậy à không?
cái vũ khí mà đâu phải tăng đam nhất gì đâu. Sách 2 đi. Trận này không có một cái item bổ trợ cooldown với lại tăng tốc đánh nào nên là đánh cảm giác nó hơi chậm. Nhưng mà bù lại thì đam ok. Và vũ khí cũng ok luôn. Đóng băng kìa, ô chim 2 này. Chim Rainbow 2 này. Ôi, đóng băng hết luôn này. Giờ phải cần lắm cái hút mở serial đấy. Anh hầm. Cái hút hút kinh nghiệm. Hút kim cương. Mình cứ quen mồm ở bên Rosetto là mở serial. Không, thực ra mình gọi cái này là mở serial cũng được ấy. Sách 3 này. Nó khác gì mở serial đâu đúng không? Khác một cái là cái bên kia thì bên Brotato thì mà serial nó có thể dùng để mua đồ ấy các thứ. Còn bên này thì cái kinh nghiệm này nó chỉ là để tăng kinh nghiệm, tăng level thôi. Còn bây giờ thì mình sẽ phải chạy xuống cái dấu này xem mà nó có cái gì anh em ạ. Không, anh em thì bảo là mình chơi nhưng mà lại không khám phá hết. Rồi rồi, hút được cái gì thì hút thôi. Một cái này thì cái hút tính ra nhá. Vũ khí của mình thì cái set kia mình có bổ trợ rồi này. Cái lửa có bổ trợ rồi này, whip có bổ trợ rồi này. Cái cuốn sách kia có bổ trợ rồi này. Con chim kia thì mình không cần bổ trợ này. Và cái lá kia thì mình không biết là cái bổ trợ là cái gì. Để xem nào. Cái lá đấy thì phải kết hợp với cái gì? Cái lá đấy thì sẽ kết hợp với lại cái Ủa? Sao không thấy cái lá nào đây nhỉ? Có sai sót gì ở đây không? Cái lá kia sẽ kết hợp với cái gì, cái vũ khí gì để tăng cấp được vậy? Nó là vũ khí thì nó phải cho kết hợp với một cái gì đó để tăng cấp chứ. Để mình xem trên ấy cho nào. Ủa sao lại kết hợp với lại cái gì đấy? Ô, cái lá này lạ nhỉ? Cái lá này mình chưa từng thấy bao giờ. Thế thì chắc là cái item kết hợp của nó thì chẳng chưa có đâu. Nên là có khi là lấy cái khác được. Ôi tôi mất thêm máu đấy. Sách này tạm thời cứ lấy sách thì đã. Lên sách thì đã. Item bổ trợ khéo khi là lấy thêm mấy cái khác đi. Tăng thêm attack speed những cái thứ cooldown cũng được. Ừ lấy thêm cuốn sách với lại cái găng tay anh em nhá. Để cho nó tăng cái tốc đánh lên. Bởi vì cái lá kia với lại cái con chim thì không cần bổ trợ. Cho nên là cứ ok là như thế đi đã. Để mình xuống đây xem cái này nó là cái gì đã. Poseidon này. Poseidon và Poseidon thì cứ từ từ bình tĩnh. Đợi mình xuống dưới này đã rồi Poseidon mình sẽ đánh sau. Hút kinh nghiệm này. Hút material. Sắp tới rồi này, sắp tới rồi này. Giống như tên nó chéo chéo này là sắp tới rồi đấy. Mà không Poseidon thì theo dai ấy nhỉ. Đợi chút. Ta xuống đây, ta lấy xong cái hòm mà xong lấy xong cái này đã. Rồi ta sẽ lên ta chơi với mày. Ui đi xa thế. Đi xa thực sự luôn ý. Ui. Chạy khi phải hết map luôn ấy chứ đùa. Này mới thế đi xuống từ đầu. Đỡ mất một khoảng khá là xa. Đi cứ dịch từ từ. Từ lúc đầu ấy. Là ok. Ô bên này. Đây. Nó có cái gì đây? Trông lạ nhỉ. À Milky Way Map à. Đây là một map power à. Power menu à. À tức là khi mà mình power thì nó sẽ hiện map. Ờ đúng rồi. Và nó hiện trên map là xem có cái gì luôn này. Ừ ha. Có dấu hỏi chấm này. Ờ ok. Sâu gai là sâu cái gì? Còn cái này là hai pick up à? À cái này là hai, cái này là ẩn hiện những cái mình có thể nhặt. Cái này là ẩn hiện gai. Ok. Được rồi từ từ. Còn cái open omoi là cái gì? À cái này. Map cái thứ. Ok. Hiểu. Thôi. Mở được cái đấy ra là cũng ok đấy. Từ từ đánh con Poseidon rồi đã. Nó đi theo mình nãy giờ. Mình sẽ nhặt cái cuối về sau. Sách 5 đi. Con Poseidon ở châu hết ở đây rồi. Rồi. Cái này là lên được cái gì đây?
Lên được cái gì đây? À, lên được set cuối à? Ô, cái set cuối của mình lên set cuối lúc nào đấy? Mình lên được set 8 lúc nào đấy? Mình cũng không nhớ là mình lên được set 8 lúc nào cơ. Ảo thật đấy. Lên set cuối lúc nào không biết ạ. Điêu thật. Ok, đi xuống nốt cái dấu mũi tên bên dưới nào. Ta cũng sắp đến rồi. Cái này như là cái quyển sách hay là cái gì ấy. Sắp tới, chéo chéo này, sắp tới rồi này. Ai da, mất máu. Đây rồi, đây, tới. Dương tới đây. Gì đây? Này là cái gì đây? Agora. Permanently allow to access to list of defeat. Cái quái ở menu. Là sao? Ấn menu à? Ở menu thì sẽ hiện được cái gì? Pick up. Có hiện được cái gì đâu? Ồ, lạ nhở. Item này mình không hiểu là cái gì luôn á. Anh em nào biết cái item vừa rồi nó có tác dụng gì thì hãy để lại một comment để chỉ cho mình biết nhá. Chứ mình là mình không biết đâu. Nên là anh em có thể chỉ cho mình nhá. Chỉ cho mình cũng như là anh em khác nào mà chưa biết trên kênh mình có thể biết luôn. Nếu như anh em nào biết thì hãy chỉ cho mình, ok. Rất cảm ơn anh em. Hòm này. Hòm này từ từ. Chưa lấy hòm này vội. Hòm này lấy gì vội. Lên level cái thứ đã. Lên level lấy thêm cái cooldown với cái thứ đã. Ui sổ lắm. Lắm kim cương. Sách đi. Sách 6 này. Sách 6 nhưng mà đang không có cái tăng attack speed ấy. Thì là đánh hơi chậm. Xoay nó không được speed lắm. Sách 7 này. À đây rồi, giảm cooldown bây giờ. 93 này. Sách 7 à. Sách 7 đợi sách 8 đi. Đợi sách 8 làm cái hòn kia nhá. Rồi. Xem nào, lên sách 8 không nào. Ừ, sách 8 luôn, ngon. Sách 8 ăn cái hòm này luôn đi. 3 tia. Ui, không được 3 tia. Thôi, cái này cũng được rồi. Cái này đã ok rồi đây. Sách 8 này, à nhầm, sách cuối này. Còn mỗi cái lá kia thì mình chưa hiểu cái cách chơi của nó thôi. Còn lại mấy cái này thì mình nên ok hết rồi. Đây, bây giờ kiếm thêm cái găng tay nữa để tăng thêm cái tăng thêm cái attack speed của nó nữa. Tăng thêm cái base speed của nó nữa. Rồi đánh ác quái trưởng này như thấy con quái giờ ăn thua cái gì. Chỗ này hơi hẹp nhỉ, kiếm như là rộng rộng đánh cho nó vui. Nghe tiếng giật sét nghe hay vãi trưởng nha. Lấy cái lá đi, cái Laurel này đi. Bot. Này thì bot này ăn hòm luôn. 3 tia, ngon. Sao đợt này mình chơi cái con game này nó hay có 3 tia và 5 tia thế nhở? Đợt trước mình nhớ là mình chơi cái con game này nó xuất hiện được 3 tia với 5 tia khó lắm luôn ý. Phải hên lắm nó mới có ấy. Lần này chơi lại cái con game này nó ra được nhiều 3 tia với 5 tia dã man. Không biết là do hên hay do gì ấy, như nào. Hay là game nó cập nhật khác đi thì không biết. Nhưng mà ra 3 tia với 5 tia ok hơn hẳn luôn ấy. Mỗi trận có thể ra từ 1 đến 2 cái luôn ấy. Ui giật, xét giật này. Xét nó xẹt rồi này. Đây, găng tay tăng thêm tốc độ ra đây rồi. Bây giờ nó đánh cái tít này. Tiếp tục găng tay này. Chim 4 đi.
Nhiều kinh nghiệm đấy, nhiều kinh nghiệm đấy. Găng tay đam to nhờ, 170 mấy đam kìa. Xét giật đam to thật đấy. À đâu, 120 mấy chứ. Thì sao lại thành 170 mấy nhờ. Xét giật đau dã man ạ. Giảm thời gian cooldown này. Xét giật liên tục này. Ui, nó giật tung hết kiểu bọn quái luôn á. Không có cái hút kinh nghiệm cho nên là đi hút, đi nhặt cái này hơi vất vả một chút. Giảm thời gian cooldown nữa này. Xoay tít mù luôn này, cái sách kia xoay tít mù luôn này. Xét thì giật liên tục. Chim 5 này. Đỡ đi. Đỡ đi, xem chúng mày đỡ kiểu gì nào. Trời ơi, cooldown này. Mình cứ đứng loanh quanh ở đây thôi. Chim 6 này. Boss tiếp này, boss tiếp này. Boss chết nhanh thế. Chứng tỏ đang quá to luôn đấy. Chim 7 này. Chim Rainbow 7 này. Vãi trưởng thật, chim Rainbow 7 ạ. Ui, chim khỏe thế. Tăng thêm tốc độ đánh. Chim khỏe dã man ạ. Sấy phát đi hết bọn quái luôn ạ. Xét nó giật thì đau rồi, không có làm gì. Xét giật kinh lắm. Lên trên này rộng hơn hay sao nhỉ? Cũng chả rộng hơn lắm là bao nhiêu. Nó cũng thế. Nhưng cái đi sang ngang được. Chim 8 này. Ui, lên chim 8 rồi này. Ui, vãi trưởng luôn này. Ui, trời ơi. Xét giật ghê thế. Này, tí nữa đến cuối trận đấu xem cái vũ khí nào nó gây đam nhiều nhất. Mình đoán chắc là cái xét. Cái xét hoặc là con chim. Nhưng mà cái xét nó gây đam to quá. Cái xét nó gây đam to cực kỳ luôn á. Ui sồi, Penta. Và Penta đánh hết bộ quái đi nhưng mà không rơi được một tí mà serial. À, rơi được một tí kinh nghiệm nào. Tốc độ tiếp này. Cái này 7 này. Phút thứ 23 này. 4 này. Xe giật đầu nhờ. Xe giật đầu thế. Hòm này, hòm này, hòm này. Một tia 3.700 tiền. Trận này mình nghĩ là win rồi. Không thể nói là không win được. 230 chưa lên được 4.000 nhỉ. Chưa lên được 4.000. Thiếu chút nữa lên được 4.000. Hai viên kim cương đỏ này. Ồ, nó hớt đi. Đánh ghê vãi trưởng ạ. Cấp 5 này. Mấy cái item này nó tăng cấp max là 5 này. Cái này nhỏ nhất là 2. Cái này cái có mỗi cái đắp đi kết này là 2 thôi, còn lại là 5 hết. Mình cũng sắp mắc cái item, mấy cái item bổ trợ rồi đấy. Giờ chuẩn bị lấy hết tiền rồi đấy. Ồ, lấy full tiền nữa chứ còn gì nữa nhỉ. Luôn luôn tiền đấy chứ còn gì nữa. Luôn luôn lấy tiền. Giờ cứ lên level lấy tiền thôi. Cứ lên level nó sẽ lấy tiền. Auto lấy tiền luôn. Không lấy gì khác ngoài tiền. Auto lấy tiền. Ôi già, mấy con robot to to rồi này. Ui xổi. Robot này, robot to này anh em này. Sấy robot to này.
Rồi ok. Lấy cái hòm này nào. Một tia à? Thôi một tia cũng được. Không sao cả. Trận này cũng ra được một tia với một cái lần ba tia là ngon rồi. Không quá quan trọng là phải nhiều hay như nào đâu. Thế này là ngon rồi. Đan này. Quân mới. Lại mấy con gì đây, mấy con gì đỏ đỏ có cánh đây. Trông như kiểu sư tử, chim sư tử ấy nhờ. Nhìn lạ đấy. Nhưng mà vẫn yếu lắm, vẫn chưa khỏe lắm. Trời ơi, xét nó giật nghe đanh thế. Giật phát nào thốn phát đấy luôn ạ. Trời ơi, tầm này thì ngắn ngẩm gì con nào nữa nhở. Sấy hết luôn. Chờ hết thời gian thôi. Trời ơi. Boss này. Con boss to này. Rồi xong con boss. Lấy cái này lấy thêm tiền thôi, lấy thêm được 200 tiền nữa. Thế là được rồi, 237. Đây được 4.600. Trận này chắc được khoảng 6.000 tiền chứ mấy. Đây được khoảng 6.000 tiền là căng rồi. 6.000 tiền là mình còn tính thêm cả bonus rồi nữa. À không, hơn đấy, 7.000 tiền. Chạm được mốc 7.000 tiền đấy. Rồi ok. Ok. Như thế nào phải nói. Boss à? À, bắt đầu ra hết mấy con boss này. Bắt đầu ra được mấy con boss mà mình bắn sẽ ra rơi kim cương đỏ này này. Ra rơi kim cương đỏ này là tăng thêm kinh nghiệm lắm. Nhặt full tiền luôn. Tăng full tiền luôn. Đấy, bắt đầu ra toàn kim cương đỏ này. Anh em thấy không? Toàn kim cương đỏ luôn này. Cứ kim cương đỏ nó dã này. Ui, xe nó giật kìa. Sướng phải biết. Ui, tính ra mình lên cái build đồ như này hợp lý quá nhở. Vừa có tốc đánh, vừa có giảm thời gian cooldown, lại vừa có đam, vừa có cả máu. Đam thì ok rồi. Số lượng mỗi duplicate được lên cũng thêm được duplicate nữa. Quá ngon còn gì nữa. Build đồ như này hợp lý quá. Ui, lắm kim cương đỏ thế. Ấy, 5.000 tiền rồi kìa. Ui, ra mấy con này to thế. Ra mấy con robot to thế. Ui, mấy con robot này rơi toàn kim cương đỏ rồi nhá. Full kim cương đỏ nữa. Ui, mà đông thế. Đông quá. Đông thực sự luôn á. Ui, qua nổi không được, qua được không vậy, qua được không vậy, qua được không vậy. Ui, đông thế. Ui, đông vãi trưởng ạ.
động lực sụa luôn ấy. Cứ phải đến lượt tơi con chim nó bắt đầu nó mới giải quyết được một đám quái thì mình mới thở được. Không đông vãi. Ô hết rồi à? À con thần chết, con thần chết, con thần chết, con thần chết, con thần chết. Ô, ô kìa. Sao mình ở đây bị con thần chết nó túm nhỉ? Ơi, tí nữa thì mình ăn được con thần chết. Rồi, con thần chết này cũng khoai lắm. Con thần chết này đánh phải có kế hoạch đấy. Xồi ôi, mở khóa kìa. Mở khóa được 6 cái nữa. Ok, để xem cái vũ khí nào gây ra nhiều đam nhất. Ô, con chim. Con chim gây đam vai trưởng thật con chim này. 5 triệu đam. Xét đứng thứ 2, 2,6 triệu đam. À đâu, lửa đứng thứ 2. Lửa đứng thứ 2, 2,7 triệu đam. Xét thì cũng 2,6 triệu đam. Ghê thật. Con chim gây đam nhiều thế nhở? Ác thật. Sợ thật đấy. Ok. Cảm ơn anh em đã theo dõi hết video của mình. Nếu thấy video hay, hãy để lại cho mình like, subscribe kênh. Và cũng đừng quên comment xuống phần bình luận về những nội dung kế tiếp mà anh em muốn xem. Bye bye mọi người. See you again later.